Con đợi tí nhá, con lại vừa con lại vừa bị là làm con bấm spotlight nhầm ấy. Cô con chờ tí để cô tìm lại đã nhé. Đấy là con vừa bấm nhầm, Ngọc Tường không phải bấm những cái đấy nữa, để cô bấm cho con ạ. À, cô đưa lại tay con lên rồi đó. Ngọc Tường thấy chưa? Chưa có không ạ? Chưa. Có rồi mà, cô spotlight lên rồi. Mà không thấy cô. Của con đang hiện rồi, tất cả các bạn đã nhìn thấy tay của bạn Ngọc Tường chưa con? Các bạn bấm cho cô số 1 vào màn hình chat nha. Bạn nào thấy tay của Ngọc Tường rồi sẽ bấm số 1 giúp cô. Đấy, tất cả các bạn đều thấy rồi Ngọc Tường ạ. À, Màn hình của con thì nhìn thấy dung mặt của con thôi chứ không nhìn thấy tay thôi ạ. À, bây giờ muốn gì bây giờ cô? đấy là do chị chọn cái màn hình, ở chị chọn ở bên cái góc phải màn hình nó có cái chữ view này này, thì chị chọn lên cái dòng trên cùng nó là speaker thì chị sẽ nhìn thấy nha. View à? Ừ. Bấm vào view ấy, nó có cái dòng speaker này này, chị bấm vào đấy. Xong rồi sao nữa hả cô? Em bấm vào Thế speaker thôi, đấy. chị bấm vào speaker, thế là nó sẽ hiện lên màn hình thôi. Nó, bây giờ nó hiện lên màn hình hình của con, mặt con nó chứ không phải là tay con, làm sao để hiện tay con ạ? Ở tất cả các màn hình khác là đều hiện tay con rồi, sao của chị lại bị không không nhìn thấy được nhỉ? Không thấy tay đâu cô. Chỉ có mỗi cái màn hình của mình là không có tay. Em đã đưa lên rồi. Ôi lại lại. Ngọc Tường đừng bấm spotlight linh tinh con. Cô đã đưa cái tay của con lên rồi. Thế còn những cái mà khác là cô không đưa. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ tiêu đề nhé con chị. Giờ cô chờ chúng ta sẽ vẽ chữ bờ. Giờ chúng ta sẽ vẽ tiêu đề back to school. Rồi đây chúng ta sẽ vẽ chữ bờ và một hình tròn ở trong nhé các anh chị. Sau đó chúng ta sẽ vẽ chữ A. Cả lớp mình bắt đầu nha các bạn nha. Các bạn tập trung nhé các con. Cô ơi chờ con xíu rồi. Giờ chúng ta sẽ vẽ chữ cờ. Và giờ chúng ta sẽ vẽ chữ K nhé. Giờ chúng ta sẽ vẽ chữ T và chữ O. Chúng ta sẽ cắt ra nhé. Giờ chúng ta sẽ vẽ chữ O. Ôi! Bây giờ chúng ta sẽ vẽ chữ S để vẽ cô ơi. Ơi cô đây con. Chờ con xíu con lấy thật. Rồi chúng ta sẽ vẽ chữ cờ và chữ hờ nhé các anh chị. Tí sau nữa đó bạn, chữ hai chữ O nhé. Một lát nữa bạn Tường sẽ zoom to lên để cho các bạn nhìn rõ nhé. Thì chúng ta sẽ vẽ chữ L. Bây giờ chúng ta đã xong tiêu đề rồi. Bây giờ em sẽ điền lại nhé. Các anh chị. Giờ chúng ta sẽ điền chữ M nhé. Giờ đến lượt chữ A. Rồi chữ cờ nhé các anh chị. Giờ chữ to thì ở giữa chúng ta sẽ trừ khoảng nhé.
Rồi giờ chúng ta sẽ viên chữ sơ nhé. Đến chữ cờ và chữ hờ. Và hai chữ A và một chữ L cuối cùng nhé các anh chị. Giờ chúng ta sẽ lấy tẩy để chúng ta sẽ... Được, em chỉnh lại cái cam được không Ngọc Tường? Tẩy cam sao hả con ơi? Bạn Ngọc Tường đã chỉnh rồi nhưng mà nó chỉ được thế thôi con ạ, nên là con các con chịu khó một chút thì bạn khi mà bạn vẽ xong bạn sẽ đưa con gần lên cho con làm rõ hơn. Ngọc Tường con sẽ đưa dịch sang bên trái một chút. Dịch sang bên trái tay con một chút. Thế rồi và con sẽ nâng cao cái phần dưới gáy. Cái phần phía bên dưới gáy sổ lên để cho nó bằng để mọi người nhìn nó sẽ rõ. Bây giờ chúng ta sẽ tô màu nhé các anh chị. Giờ chúng ta sẽ tô màu đỏ nhé. Hay nhớ lắm rồi đó. Cô ơi. Bạn nào có vấn bạn có vấn đề gì đâu con? Kêu Ngọc Tường xích nhích cái tay để con nhìn thấy chữ school này cô. Chữ school làm sao con? Dạ, ý con là bạn nào mà chưa kịp vẽ kịp thì các con sẽ bỏ trống một chút ra nhé, để bạn tí nữa bạn tô xong bạn sẽ lại đưa gần lên màn hình và cho các con xem lại. Xin lỗi cô. Giờ em đã vẽ xong tiêu đề. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua phần nhé. Bây giờ chúng ta không phải vẽ một, chúng ta sẽ vẽ một bạn gái. Bạn gái đeo đồng phục nhé. Ở chính giữa nhé. Giống như bạn nam thì có thể vẽ bạn nam, còn bạn gái thì có thể vẽ bạn gái nhé. Bây giờ em sẽ bắt đầu vẽ một hình tròn. Sau đó đến lượt. Bây giờ cái màn hình của tường nó hơi bóng, các bạn nhìn nó hơi mờ nhỉ? Do cái đèn của cô chứ không phải đèn. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ cái tóc nhé. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ ngang một hình tam giác lên. Và ở giữa chúng ta sẽ vẽ lên nhé. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ tóc hai bên nhé các anh chị. Chúng ta sẽ vẽ lên một cái bụng tóc. Hai cái bụng tóc hai bên. Sau đó chúng ta sẽ vẽ theo ý cô. Không được không cô? Cái tóc như thế này.
Bạn nào muốn phát biểu các con sẽ giơ tay và cô sẽ gọi, không tự ý bật mic nhá. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ ngược lại tương tự như thế này nhé các anh chị. Các chị nào muốn vẽ khác thì cũng được nhé. Bây giờ chúng ta đến phần mặt cái cổ. Chúng ta sẽ vẽ hình tam giác nhé. Sau đó chúng ta sẽ vẽ cái hai cái hình này bên này, sau đó chúng ta sẽ quấn lại. Là nhé. Sau đó chúng ta sẽ vẽ một hai cái cánh tay bên này nhé, để làm áo. Chúng ta sẽ gạch lại như thế này. Giờ chúng ta sẽ làm xuống là một thành một cái áo nhé. Bây giờ chúng ta sẽ gạch lại nhé. Giờ chúng ta sẽ làm một chiếc váy. Một chiếc váy của bạn gái sẽ là bằng hình lưỡng sóng nha các anh chị. Giờ chúng ta sẽ vẽ cái khăn quà màu đỏ. Chúng ta sẽ vẽ một cái hình xuống như thế này, giống như cái bình nước. Sau đó chúng ta sẽ có hình quấn lại. Sau đó chúng ta sẽ vẽ một hình tròn ở giữa nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến lượt vẽ cái tay ạ. Chúng ta sẽ vẽ một cái hình nhỏ, hình tròn nhỏ và hình tròn to, giống như một cái găng tay đấy. Bên này cũng tương tự. Giờ chúng ta sẽ vẽ cái ba lô nhé các anh chị. Chúng ta sẽ vẽ nửa cái hình tròn. Và ở dưới chúng ta sẽ có như một cái hình vuông. Sau đó chúng ta sẽ vẽ nửa hình tròn như thế này, giống như cái mức tập á. Sau đó chúng ta sẽ vẽ một cái túi nhỏ bên này. Đến lượt chúng ta sẽ gạch ngày bên này nhé. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ một hình vuông nhỏ trong này nhé. Sau đó chúng ta sẽ vẽ cái móc khóa nhé. Bây giờ các anh chị nào thích vẽ móc khóa gì cũng được. Em sẽ vẽ một hình tròn và một trái tim ở trong nhỏ bé và xinh xắn. Bây giờ chúng ta sẽ đến được vẽ con mắt như thế này. Nếu như con gái thì có thể thêm bông bi một ít cho nó sáng và bóng. Bông bi nhỏ và dài một ít nhé. Sau đó chúng ta sẽ vẽ một cái miệng nhỏ nhỏ xinh xắn. Giờ chúng ta đến lượt vẽ một cái chân. Sau đó chúng ta sẽ vẽ cái dài và cách nghịch răng ra lại. Bên này cũng tương tự. Một. Giờ cũng gạch ngang. Giờ các anh chị đã vẽ xong chưa rồi ạ? Giờ chúng ta đến lượt viền nhé. Em sẽ lấy bút để viền. Bây giờ em sẽ viền cái mặt nhé. Em sẽ viền tất cả các đồ. Sau đó chúng ta sẽ qua phần tông màu nhé. Thì chúng ta sẽ tiếp tục viền nhé. Vậy chúng ta cùng nhau viền cái tóc nào. Bây giờ chúng ta cùng nhau viền cái mắt nhé. Và cái miệng của chúng ta thì giống như số 3. Ngược lại đó. Để chúng ta cùng nhau tìm búi tóc nào. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ dây buộc chung ạ. Dây chung ở bên này và cũng tương tự như bên tay.
Bây giờ chúng ta sẽ liền cái cổ bằng hình con giáp ngược lại nhé. Bây giờ chúng ta sẽ liền cái hiệu bên này, sẽ đó đến phần quần cổ. Hình tròn ở giữa nhé. Giờ chúng ta đến lục liền cái áo. Sau đó nát cái chân váy nha các anh chị. Sau đó nát lục cái chân. Giờ chúng ta sẽ viền cả đôi giày nữa nhé. Giờ đến lục cái tay nhé. Bên này cũng tương tự. Sau đó chúng ta sẽ viền cái cặp và tất cả các bộ phận của cặp nhé. Bây giờ các anh chị đã xong chưa nào? Giờ chúng ta cùng nhau tẩy nhé. Giờ các anh chị nào đã xong chưa rồi ạ? Giờ chúng ta cùng nhau tô màu nhé. Giờ chúng ta sẽ tô màu cái khăn quàng cổ cũng là màu đỏ như tiêu đề. Sau đó chúng ta sẽ lấy màu xanh đậm để tô cái chân váy và cái hiệu cho cái cổ nhé. Còn cái áo thì chúng ta sẽ để màu trắng nhé các anh chị. À, mình tô màu khác được không bạn? Được. Bây giờ chúng ta sẽ lấy một xanh nhạt để tô cái dài của bạn gái nhé. Cũng là màu xanh lam nhé các bạn. Sau đó chúng ta sẽ lấy màu nâu nhé để tô cho các bạn gái. Sau đó chúng ta sẽ tô màu nâu ở hai cái biếu bên cạnh dây cao su nhé. Bên phải cũng tương tự nhé các bạn. Sau đó chúng ta hãy tô dây cao su bằng một màu rất là đẹp luôn, đó chính là màu xanh ngọc nhạt. Sau đó chúng ta sẽ đến phần
cái cầm nhé. Giờ em sẽ tô màu xanh ngọc luôn cả phần cái cặp đó, chính là phần túi ở dưới ở ngoài nhé. Bây giờ em sẽ tô màu vàng ở trong phần ở dưới cái túi ở dưới nhỏ, và cũng là cái túi ở trên cũng nhỏ nhé. Sau đó chúng ta sẽ lấy màu đỏ tô một hình trái tim ở dưới, và cũng lấy màu vẽ một hình trái tim ở trên ở bên cạnh ở ngoài nhé, cho xinh xắn. Bây giờ chúng ta sẽ lấy màu tím nhạt để có thể tô hết phần của cái cặp này nhé. Các anh chị nhớ rằng chúng ta phải trừ cái trái tim ra, nếu không sẽ bị lem màu vô. Sau đó chúng ta sẽ tô cái cầm vào cái mắt nhé. Rồi chúng ta cũng sẽ lấy màu này tô lên cái hình tròn của hình trái tim. Bây giờ chúng ta sẽ lấy một màu rất là nhạt, đó chính là màu da. Tất cả các anh chị nào không có màu da thì có thể để trắng cũng được nhé. Còn đối với em sẽ tô màu da. Đúng như cái cổ hình tam giác, chúng ta cũng sẽ tô màu da luôn nhé các anh chị. Giờ chúng ta đã xong hình em bé nhỏ con gái xinh đẹp. Giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào hình bột nhé các anh chị. Hình một đó chính là một quyển vở. Đầu tiên em sẽ vẽ bút về luôn nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ vẽ một hình chữ nhật dọc, cũng đừng có dài quá nhé, cũng đừng có vuông quá. Chúng ta vẽ vừa vừa thôi. Sau đó chúng ta sẽ vẽ một hình chữ nhật ở ngang, ở trên, và vẽ những cái dòng chữ uốn hoặc là thẳng cũng được nhé. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ một con mắt thật xinh xắn và dễ thương cho một quả sách nào nhé. Sau đó các anh chị đừng quên vẽ một cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp. Rồi chúng ta sẽ gạch ngang cái chỗ nhỏ ở dưới nhé. Và bên phải chúng ta sẽ ghi chữ bút ở nhỏ dưới này nhé. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ những cái cuốn ngược nửa hình tròn này để làm cái góc ra và góc vuông nhé. Bây giờ các anh chị đã xong chưa? Và chúng ta sẽ đến phần viền. Chúng ta sẽ viền nối thẳng bộ của quyển sách này nhé. Sau đó chúng ta sẽ lấy khuôn để tẩy nhé. Vậy là chúng ta đã xong một cuốn sách nhỏ rồi. Giờ chúng ta sẽ viết chữ xong đến tô màu nhé các anh chị. Oops. Các anh chị nhớ rằng ở trước thì phải viết hoa. Giờ đến lượt chúng ta tô màu nhé. Sẽ cho cuốn sách này màu hơi tím tím, màu hơi xám xám. Giống như các anh chị không thích thì có thể tô màu khác cũng được. Còn đối với em thì thích màu này hơn.
Tô màu thì các anh chị có thể vẽ tô màu sắc khác nhau theo ý thích của các anh chị. Bây giờ sẽ đến được màu đỏ. Con cái ở dưới các chữ bút. Sau đó chúng ta đã xong một miếng sắt nhỏ xinh xắn rồi. Giờ chúng ta sẽ qua hình 2 nhé. Đừng quên các anh chị sẽ vẽ số 1 ở trước và khoanh hình tròn nhé. Bây giờ đến hình 2. Hình 2 thì em sẽ vẽ những đồ dùng học tập nhé. Các bạn đó có bạn nào không vẽ kịp không? Rồi giờ chúng ta sẽ viết hình, vẽ hình 2. Đồ dùng học tập tiếng Anh là school supply. Giờ chúng ta sẽ vẽ trước nhé. Bạn Huỳnh Nguyễn Tuệ Lâm này, con có thể vẽ con trai được theo ý thích của con nhé. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ những gì chúng ta cần, đó chính là kéo, thước, tẩy và bút chì nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ vẽ bút chì. Con mời bạn Nhật Minh, có bạn Nhật Minh đang có muốn có ý kiến gì đấy con? Đầu tiên chúng ta sẽ vẽ bút chì nhé. Coi con vẽ không kịp. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ một hình chữ nhật nhỏ. Nhớ được cái gì anh chị. Sau đó chúng ta sẽ vẽ những hình như thế này, nhỏ. Sau đó hình bút chì nhỏ. Rồi gạch như thế này. Rồi chúng ta sẽ gạch ở đây để làm cục cơm nhỏ nhé. Ngọc Tường ơi, con có thể là vẽ chậm lại một chút để chờ xem là cho các bạn vẽ kịp con ạ. Dạ. Yeah. Giờ chúng ta hãy vẽ hình sọc vần nhé. Giờ chúng ta sẽ vẽ cục cua nhỏ xíu thật là dễ thương nào. Bây giờ chúng ta sẽ gạch qua để làm phần giấy nhé. Giờ đừng quên chúng ta sẽ vẽ một ít con mắt nhỏ bé để cho thêm sung động và dễ thương xinh xắn hơn nhé. Chúng ta sẽ vẽ hình tròn nhỏ ở đây giống như bạn Mi đang ngạc nhiên. Sau đó chúng ta sẽ vẽ cái thước nhé. Cái thước thì các anh chị đã biết rồi mà. Chúng ta chỉ cần vẽ một hình chữ nhật nhỏ thật là dài và những sọc vàng nhỏ bé. Bây giờ chúng ta sẽ đến vẽ cái kéo. Đầu tiên chúng ta sẽ vẽ một hình như thế này. Rồi vẽ hình tam giác ngược lại. Sau đó chúng ta sẽ vẽ một hình tương tự hình như hình bên T. Xong kéo lại. Giờ chúng ta sẽ vẽ thân của cây kéo nhọn nhất. Sau đó chúng ta sẽ gạch xuống như thế này nhé. Sau đó chúng ta sẽ vẽ hai hình tròn ở đây để chúng ta có thể cầm. Vậy là chúng ta đã vẽ xong rồi. Giờ chúng ta có thể viền nhé. Chúng ta viền xong, chúng ta hãy ghi chữ luôn nhé. Ôi Ngọc Tường ơi, cái phần tay của con bị sao ấy? À, ý là spotlight, cho con không có spotlight cô.
thì chúng ta sẽ ghi số 2. Những cái chữ nhé. Các anh chị đã biết rồi chỗ học tập tên gì rồi thì chúng ta cũng ghi luôn nhé các anh chị. Cô ơi, con không biết kịp. Nó không kịp à? Bạn Tường vẽ đến đây rồi, con sẽ chờ các bạn một lát con nhé. Vậy chúng ta sẽ tô màu nhé các anh chị. Vậy chúng ta sẽ lấy màu xanh ngọc để có thể tô. Vậy chúng ta sẽ tẩy nha các anh chị. Bây giờ bật chế lực tô. Chúng ta sẽ lấy màu xanh ngọc để có thể tô cái cáo mà cầm cái kéo nhé. Sau đó chúng ta sẽ lấy màu xám nhạt để có thể tô cái phần nhọn nhất. Chúng ta sẽ lấy cái thước thì chúng ta sẽ tô màu cam nhé. Còn các anh chị ăn tô màu gì cũng được. Nhưng ngược lại thì cái tẩy thì chúng ta phải tô màu da. Nếu như các anh chị không có màu da thì có thể để trắng. Vì tẩy cũng có một ít loại tẩy tăng trắng đấy. Em cũng sẽ tô tẩy của Vân Trì luôn nhé. Và cái phần vỏ. Bây giờ chúng ta sẽ lấy màu tím để có thể tô cho con vỏ của bạn tẩy nhỏ. Sau đó chúng ta sẽ lấy màu đỏ để có thể tô cái miệng và những sọc của trì nhé. Bây giờ chúng ta sẽ lấy màu đen nhé để chúng ta có thể tô phần nhỏ. Vậy là chúng ta đã xong hình 3 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ hình. Vậy là chúng ta sẽ xong hình 2 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ hình 3 nhé. Hình 3 thì là một quả cầu. Quả cầu nhé. Cường ơi, con chờ các bạn một tí. Các bạn đang vẽ chưa kịp con ạ. Con chờ một lát nhé. Mình sẽ chờ các bạn 1 phút con ạ. Để cho các bạn hoàn thành. Bạn nào mà đã xong rồi thì các con sẽ giơ màn hình lên, giơ bài lên trước màn hình nhé. À cũng có rất bạn Vũ Nguyễn Minh đã xong chưa? Con có thể giơ bài của con lên không? Em xong rồi ạ. À. Em tên là Vũ. À, em tên là Vũ ạ. Thấy chị không? Rồi, bạn Tường có thể tiếp tục được rồi con ạ. Các bạn cơ bản đã xong rồi. Vẽ quả khinh khí cầu. Các anh chị đừng quên rằng quả khinh khí cầu đó là gloves. Quả địa cầu đó là gloves. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ một hình tròn nhé. Sau đó chúng ta sẽ vẽ những vòng ở trong quả, ở trong trái đất. Các anh chị đã biết vẽ trái đất rồi mà. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ một hình chủ nhật như thế này và một hình chủ nhật nhật. Sau đó chúng ta sẽ vẽ một hình chủ nhật và một hình tròn, không phải hình tròn, dài dài rất xíu. Sau đó chúng ta sẽ vẽ một hình như thế này nhé. Chúng ta sẽ vẽ ở ngoài như thế này. Giờ chúng ta đã xong một quả địa cầu. Bây giờ chúng ta cùng nhau ghi chữ bằng bút chì luôn nhé. Chúng ta sẽ đi chữ viết hoa trước nhé. Chúng ta sẽ ghi chữ G và đến chữ L, A và B, E.
Giờ chúng ta có thể điền và tô màu nhé. Các anh chị đừng quên rằng chúng ta sẽ viết số 3 nhé. Bây giờ chúng ta có thể điền nhé. Các anh chị ưng tô cái đế màu gì cũng được, nhưng mà trái đất thì phải tô giống màu nhé. Giờ chúng ta sẽ lấy tẩy để có thể tẩy hết rồi. Chúng ta sẽ xô màu thật nhanh nhẹn nhé. Bây giờ chúng ta cùng nhau tô màu trái đất nào. Chúng ta sẽ lấy màu xanh nước biển nhạt nhé. Đừng tô màu xanh nước biển đậm quá mà có thể tối đi bức tranh của mình. Thế nên chúng ta nên chọn màu xanh nước biển nhạt nhé. Giờ chúng ta sẽ cho màu xanh lá cây để có thể làm những hòn đảo nhé. Còn màu xanh nước biển chỉ tượng trưng cho nước thôi, nước sạch thôi ạ. Giờ chúng ta sẽ tô cái đế bằng một màu da, nhưng cũng phải đậm một lát nhé, một ít. Nếu như các anh chị không có màu da như thế thì cũng không sao hết, chúng ta có thể lấy màu nâu hoặc là màu xám nha cũng được, màu gì cũng được, miễn là đều trùng màu xám đất ạ. Giờ chúng ta đã xong hình thứ ba rồi đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ vẽ qua hình thứ bốn nhé. Hình thứ bốn đó chính là cây đèn bàn. Cây đèn bàn tiếng Anh là desk lamp. Bây giờ chúng ta cùng nhau vẽ nào. Đầu tiên, chúng ta sẽ vẽ một hình như thế này nhé. Đừng có tròn quá nhé. Sau đó, chúng ta sẽ vẽ một hình nửa hình tròn như thế này. Sau đó, chúng ta sẽ vẫn vẽ một nửa hình tròn như thế này để làm cục đèn. Bây giờ, chúng ta sẽ vẽ thân đèn nhé. Chúng ta sẽ vẽ một hình như thế này. Ở đây cũng tương tự. Sau đó chúng ta sẽ vẽ một hình vuông nhỏ.
Rồi đến thầy chủ nhật dài ngang. Giờ chúng ta sẽ vẽ những cái tia như thế này nhé. Giờ chúng ta cùng nhau ghi hình thứ 4. Ghi chữ ở dưới này nhé các anh chị. Chúng ta sẽ ghi chữ desk ở trên nhé. Giống như ai có desk làm ở trên nhé. Nếu như ai có chỗ thì có thể ghi như thế này. Giờ chúng ta sẽ viết hoa hồi cũ. Vậy thì chúng ta đã xong một cái đề bài rồi. Bây giờ chúng ta sẽ viền đan với các anh chị và các bạn. Cô ơi, cô tí mình có nhận xét bài của nhau không cô? Con muốn hỏi sao cơ? Sao hả con? Bạn Lisa hỏi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ lấy tẩy, sau đó chúng ta sẽ tô màu liền thật nhanh nhất thôi chị. Bây giờ chúng ta sẽ... Bạn Lisa tắt mic đi con nhé. Bây giờ chúng ta sẽ có cái đèn bằng màu tím trừ qua phần ở trong nhé. Các anh chị, gọi hình tròn nữa nhé. Phần hình tròn ở trong chúng ta sẽ đổi lại thành màu xám. Chỉ hình tròn nhỏ thôi nhé. Chứ đừng tô luôn màu xám với hình tròn bên này. Giờ chúng ta sẽ tô màu xám ở trong. Sau đó chúng ta sẽ tô màu vàng. Vậy là chúng ta đã xong bức tranh thứ tư của mình rồi. Chúng ta sẽ còn 4 hình nữa. Thế nên em sẽ vẽ hình số 5. Hình thứ 5 đó chính là xe buýt. Giờ chúng ta sẽ vẽ một hình như thế này nhé. Cũng là một hình giống như là hình chủ nhật. Nhưng chúng ta qua đây chúng ta sẽ nghĩ và lên một hình tròn. Giờ chúng ta sẽ vẽ một cái hình như thế này, vẫn là một hình tròn luôn. Sau đó chúng ta sẽ qua đây, chúng ta sẽ lên đây nhé. Chúng ta vòng qua và lên đây như thế này. Sau đó chúng ta sẽ vẽ cái đèn như thế này, sau đó thêm một ít tia sáng cho nó đẹp nhé. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ một cái còi ở trên này. Sau đó vẽ một hình như thế này, giống như cái đèn ngủ. Qua cái hình tròn ở trong này và một ít tia để có thể tạo ra tiếng kiếp. Thì ở đây em sẽ viết chữ kiếp nhé. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ những cửa sổ sông động và đẹp đẽ. Đừng quên rằng chúng ta sẽ vẽ hình ở những cái cửa này nhé.
Giờ chúng ta cùng nhau vẽ thêm hoa cửa sổ nữa. Sau đó chúng ta đừng quên là chúng ta sẽ vẽ cái gạch ở xe buýt. Rồi giờ chúng ta đã vẽ xong, thì chúng ta sẽ vẽ hai hình tròn nhỏ nữa. Bây giờ chúng ta đến được cái chữ bus nhé. Em sẽ ghi hình số 5 ở dưới này. Rồi đến chữ bus. Bây giờ chúng ta cùng nhau nhìn và chúng ta có thể nhìn rõ hình hơn, rồi chúng ta có thể tô màu theo ý thích nhé. Xe buýt thì em luôn luôn tô màu vàng. Vậy chúng ta cùng nhau tìm cái cò nhé. Đừng quên các anh chị sẽ ghi chữ tiếp nhỏ bé nữa đây nhé. Giờ chúng ta sẽ vẽ cái gạch nhé. Giờ chúng ta cùng nhau tẩy nào. Giờ chúng ta cùng nhau lấy màu đen để tô hình tròn ở dưới, đó chính là cái ống bơi nhé. Giờ chúng ta tô tương tự bên này nhé các chị. Giờ chúng ta cùng nhau lấy màu xám nào để tô cái viền của cái bạch nhé. Giờ đến giờ tô màu thì các anh chị có thể thỏa sức sáng tạo. Còn em sẽ tô theo ý thích của em. Tuy nhiên, cửa sổ em sẽ tô một ít gạch để cho có thể xung động hơn nhé. Giờ chúng ta qua hình thứ 6 nhé. Hình thứ 6 khá rất là dễ, đó chính là đôi giày, đúng là shoes.
Bây giờ chúng ta sẽ vẽ hình bầu dục nhé. Hai hình bầu dục dài thì nếu như bạn trai có thể vẽ theo là dài chữ bạn trai, còn bạn gái thì em sẽ vẽ theo kiểu bạn gái. Đó. Chúng ta sẽ vẽ hình bầu dục nhỏ trong này, rồi một cái nơ xinh xắn. Bên này cũng tương tự. Bây giờ chúng ta sẽ ghi chữ số và đừng quên chúng ta sẽ ghi số 6 con tròn. Giờ chúng ta sẽ điền thật nhanh và tô màu nhé. Giờ khi làm xong, các anh chị đừng quên rằng chúng ta sẽ lấy tẩy để tẩy nhé. Giờ chúng ta sẽ là đến lúc chúng ta sẽ giờ đến lúc chúng ta sẽ tô màu, và lúc này các anh chị có thể quá sức sáng tạo nhé. Em thì em sẽ tô màu hồng vì sợ màu sắc yêu thích của em đó chính là màu hồng. Giờ chúng ta đã xong đôi dài rồi, thật là dễ dàng. Hình số 7, em biết tất cả các anh chị nào đi học cũng phải chuẩn bị, đó chính là màu. Đối với em thì em không vẽ màu bút chì, nhưng em sẽ vẽ là màu nước. Đầu tiên chúng ta sẽ vẽ cái cỏ nhé. Chúng ta sẽ vẽ hình giống cái cam thôi, nhưng không phải là cái cam nhé. Sau đó chúng ta sẽ vẽ cái cỏ tẻ hai bên và nối lại. Giờ chúng ta đã xong cái cỏ, giờ chúng ta sẽ cùng nhau vẽ cái hai thật là dài nhé. Vẽ hai của chúng ta sẽ là dài nhé. Giờ chúng ta sẽ vẽ một ba sẽ là bốn hình tròn nhỏ nhé. Giờ chúng ta sẽ ghi hình số 7. Con tròn. Giờ chúng ta sẽ ghi là water color, đó chính là màu nước. Giờ chúng ta đã ghi xong quá trời color, giờ đến lúc chúng ta nhìn và cũng gần đến lúc chúng ta có thể thỏa sự sáng tạo với các chị ạ. Cho em xem cái chữ color đi chị. Giờ chúng ta sẽ viền 8 hình tròn để có thể tô 8 hình có 8 màu nhé. Đối với em sẽ tô cầu vồng, còn dư lại một cái em sẽ tô màu hồng nhé.
Giờ chúng ta vẫn là số 7. Chúng ta sẽ điền ngày chữ nhé. Giờ chúng ta sẽ gom và gần đến lúc chúng ta thỏa sức sáng tạo rồi đúng không nào các anh chị và các bạn. Chúng ta sẽ gom thật kỹ nhé, nếu không chúng ta tô màu nó sẽ bị đen màu đấy. Giờ em có thể tô màu cầu vòng và dư một cái thì em sẽ tô màu hồng nhé. Em sẽ bắt đầu từ vòi đỏ. Em sẽ bắt đầu từ lúc vòi đỏ qua bên phải ở trong. Chúng ta sẽ tô hình tròn lại nhé. Đến lượt màu cam. Kem của em thì hơi nhạt một lát nha, không sao. Em tôi mở cầu vòng thì hay như màu vàng lắm nên người em luôn luôn nhớ là màu vàng. Rồi đến màu xanh. Màu xanh này sẽ tôi màu xanh lá cây nhé, chứ không phải là màu xanh ngọc nhé. Để chúng ta cùng nhau tôi thật là nhanh nhẹn nào. Mình chống thì còn một lần cuối cùng nữa thôi đó các anh chị ạ. Tiếng em sẽ mở mí lần cuối cùng là gì nhé các anh chị. Giờ đến màu em yêu thích nhất rồi. Đó chính là màu hồng. Nhờ chúng ta có cái đỏ thì em sẽ lấy một đâu đậm đi. Mày cỏ thì sẽ là màu xanh đậm nhưng mà đã gần rồi. Nó nên cái màu ba 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 ba. Thì giờ sẽ làm màu vàng. Rồi bây giờ là cuối cùng đó chính là chiếc cặp. Chúng ta đi học luôn phải có chiếc cặp, nếu không thì không thể đỡ được. Rồi dù học tập như hình số 2 nhé. Giờ chúng ta vẽ chiếc cặp thì vô cùng dễ dàng. Giờ chúng ta sẽ vẽ một hình cũng dễ như chiếc cặp của bạn. Em vẽ như thế này nhé, giống cái da luôn. Thế nên các anh chị có thể nhìn và phả sắc sáng thẹo. Nếu như không thích thì vẽ hình khác rồi nhé. Em sẽ vẽ trang cái tên. Con vẽ hình khác thì con thích hơn. Giờ chúng ta đừng quên vẽ một hình trái tim nhé. Còn em lỡ tay quên. Kể chúng ta vẫn vẽ bút khoái y hệt nhé. Nếu như các anh chị đừng đổi mức khóa thì cũng được. Em sẽ đổi khóa thành chắc hình đã tiên thôi. Giờ chúng ta cùng nhau tốt mặt. Giờ chúng ta cùng nhau viên nào. Bây giờ chúng ta có thêm một ít dây nữa nhé. Chúng ta phải vẽ dây ngoằn xíu để có thể tạo ra giống như số 3 để ngược. Giờ chúng ta sẽ dựng ở trong nhé. Bên này cũng tương tự giống như một cánh bướm ấy à. Giờ chúng ta đã xong rồi, nhìn chiếc cặp y thật bướm luôn. Rồi, chiếc cặp y thật bướm luôn. Thế nên bây giờ em sẽ ghi hình số 8. Vì hôm nay chúng ta chỉ vẽ 8 hình thôi nhé các anh chị. Chúng ta sẽ ghi chữ 3.
Cô ơi cô. Để chúng ta cùng nhau viền nào. Lúc mà em viện á thì tất cả các bạn và tất cả các anh chị có thể thấy rõ hơn hình do em thích thuốc gì đã nét rất là nặng rồi, cho nên em không thể biết nặng hơn nữa. Giờ chúng ta cùng nhau viền một ớt tay. Ủa, tay Ngọc Tường đâu? Ngọc Tường ơi, tay của con đang bị mất hình. À, ok. Giờ chúng ta cùng nhau viền móc khóa và chữ bạc. Giờ chúng ta sẽ ghi chữ G. Và chúng ta đã hoàn thành xong rồi cuối cùng. Giờ chúng ta sẽ ngồi mà cùng nhau thỏa sức sáng tạo nhé. Giờ chúng ta sẽ bắt đầu ghi hình các tên. Giờ chúng ta cùng nhau tô màu ngoài nhé. Chiếc cặp thì em sẽ tô màu ngoài. Giờ chúng ta đã xong bức tranh của mình rồi. Giờ giờ các anh chị có thể thêm một số chi tiết và bức tranh xinh xắn này nhé. Em sẽ thêm một ít đồ cho nó sung động và dễ thương. Giờ em sẽ vẽ một chiếc lá. Dù là hình trang trí nhưng em vẫn phải vẽ bút chì để hình trang trí của chúng ta sẽ là nhỏ thôi nhé anh chị. Em sẽ vẽ một bức chiếc lá và một bức lấp lánh như là ngôi sao. Mà cho chị. Bạn ơi, cho mình vẽ kiểu khác được không bạn? Con ơi, bạn vẽ sắp xong rồi con ạ. Hôm nay là hơi rốn thêm một chút nữa bởi vì là chỉ còn có một hình thôi ấy. Thì bạn đã xong hình số 8 rồi. Bây giờ bạn chỉ dẫn thêm một số chi tiết nữa. Sau đó là lớp ta sẽ nghỉ các con nhé. Ba lúc nhạc dễ thương này nhé. Vẽ rồi, cô đi học mình không thể nào thiếu đồng phục nên con vẽ thêm đồng phục được không cô? Được con ạ. Em bé rồi trẻ ở giữa. Con chứ vẽ không cô ơi. Được rồi, Ngọc Tường cứ hướng dẫn nốt đi con. Bây giờ chúng ta vẫn vẽ thêm một ít nốt nhạc ở gần
Cũng còn quyển sách nhỏ nhỏ xinh xinh nhé. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ bông hoa nhỏ bé. Giờ chúng ta chỉ cần viền và tô màu để là xong thôi. Cô ơi, cô, em chưa vẽ xong cô ơi. Vậy thì sau đây là sẽ cô sẽ đăng cái video buổi học của ngày hôm nay lên nhóm Doodle Kids và con sẽ xem lại và hoàn thiện bài nhé. Còn ngôi sao thì ở giữa chúng ta chỉ viền thôi nhé. Đừng viền sao ở giữa. Có thể bị đan đấy các anh chị. Giờ chúng ta chỉ cần tẩy một ít thôi. Nếu như ai viền đi nhắc gì rồi thì cũng cần tẩy cũng được. Giờ em cùng nhau tô màu nốt nhạc. Vì em rất thích ca hát, nhảy múa. Cô ơi, giờ chúng ta sẽ tô nét nhạc khác ở trên gần cửa sách nha các anh chị. Màu xanh ngọc thế nên em sẽ tô chiếc lá bằng màu xanh ngọc cũng được. Rồi em sẽ dùng màu vàng để có thể tô cả lấp lánh và ủa sao? Vậy là bức tranh của chúng ta hôm nay đã có hết. Giờ chúng ta sẽ tô bông hoa này nhé. Bông hoa em sẽ tô màu xanh ngọc vì em rất thích màu xanh ngọc. Thật ra bông hoa thì không có màu xanh nhưng em thích. Thế nên em có thể tô. Vậy là bức tranh của chúng ta hôm nay đã kết thúc rồi. Rồi, cô cảm ơn bạn Ngọc Tường và cô cảm ơn tất cả các bạn nhỏ, các con đã cố cùng với bạn Ngọc Tường. Mặc dù là đã quá thời gian mất 10 phút nhưng mà bài hôm nay của bạn Ngọc Tường thì rất là ý nghĩa, rất là thú vị đúng không? Chúng mình cũng sắp bắt đầu bước vào năm học mới rồi. Cô chúc các con là năm học mới sẽ đạt được nhiều kết quả như mong muốn và sẽ học giỏi nha. Ba mình ngon. Và sau đây những bạn nào mà chưa kịp vẽ hết thì cô sẽ đăng lại bài vẽ của bạn Ngọc Tường hôm nay và theo đường link bạn hướng dẫn và các con sẽ xem và nhìn vào đó. Các con vừa bổ sung bài cho đầy đủ rồi các con post lên trên nhóm Facebook Doodle Kids nha. Cảm ơn các bạn và xin chào và hẹn gặp lại nha. Cô chào các con. Con chào cô. Con chào cô. Con chào cô.